Đặc biệt, trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc vào tháng 10 tới đây có ý nghĩa quan trọng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội đang xếp thứ 28 thế giới Hàn Quốc vào tháng 10. Trận đấu này là một phần trong quá trình chuẩn bị của cả hai đội cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023. Huấn luyện viên Chu Xie của đội tuyển Việt Nam sẽ kiểm tra năng lực các cầu thủ trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Trận đấu này cũng có lợi cho đội tuyển Hàn Quốc, giúp họ chuẩn bị cho các cuộc đối đầu với các đội từ Đông Nam Á như Thái Lan và Malaysia trong vòng loại World Cup và Asian Cup. Trong vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc chung bảng với Thái Lan. Tại Asian Cup 2023, đội bóng này chung bảng với Malaysia. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng với Iraq và Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và tiếp tục nằm chung bảng với Iraq và Indonesia trong vòng bảng Asian Cup 2023. Trận đấu giữa hai đội tuyển sẽ đem lại những trải nghiệm và kiểm tra đáng giá cho cả đội bóng Việt Nam và Hàn Quốc. Trang Bokit FC của Malaysia cũng nhận định rằng cuộc gặp gỡ giữa hai đội tuyển mang ý nghĩa quan trọng. VFF đã xác nhận thông tin về trận đấu giao hữu này, trong đó đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển Hàn Quốc, một đối thủ đang xếp thứ 28 trên thế giới, vào tháng 10. Trận đấu này sẽ là một phần trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023, đồng thời giúp huấn luyện viên Chu Xie kiểm tra năng lực của các cầu thủ trước khi bước vào các trận đấu quan trọng. Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có một màn trình diễn xuất sắc trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc. Trận đấu giao hữu này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai đội. Đối với đội tuyển Việt Nam, đây là cơ hội để chứng minh khả năng và tiến sát hơn tới mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026 và Asian Cup 2023. Còn đối với Hàn Quốc, trận đấu này sẽ giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu vòng loại với các đối thủ từ Đông Nam Á như Thái Lan và Malaysia. VFF và huấn luyện viên Chu Xie hy vọng rằng các cầu thủ sẽ có một màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu này. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển sẽ đem lại những trải nghiệm và kiểm tra đáng giá cho cả đội bóng Việt Nam và Hàn Quốc, qua đó giúp họ hoàn thiện chiến thuật và chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu sắp tới.